Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com. Hôm trước mình có lên một video hướng dẫn làm các trang truyện tranh từ sự kết hợp của ChatGPT, Midjourney, Canva và đồng bộ nhân vật bằng Midjourney. Anh chị có thể xem video đó ở link mô tả. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị làm truyện tranh hoàn chỉnh và cực kỳ chi tiết với sự kết hợp của ChatGPT Plus và Photoshop. Chúng ta sẽ tận dụng tính năng tạo ảnh DALL-E trong ChatGPT Plus để đồng bộ nhân vật. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem thành quả truyện tranh hôm nay mình sẽ tạo nhé. Chuyện này kể về hành trình đi tìm mẹ của Tico, chú hổ, con mạnh mẽ và gan dạ. Chú luôn nằm mơ thấy mẹ mình. Với lời hướng dẫn của Garu, bác khỉ già dày dặn kinh nghiệm, Tico đã quyết tâm lên đường tìm mẹ. Sau hành trình vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, cuối cùng chú cũng đã tìm thấy mẹ mình và sống hạnh phúc cùng mẹ. Để làm được truyện tranh như thế này, bước đầu tiên mình cần làm là tạo ra kịch bản cho trang truyện tranh này. Ví dụ ở đây mình sẽ yêu cầu ChatGPT hãy tạo một kịch bản chi tiết về một câu chuyện không có thật cho một đoạn trailer dài khoảng 30 giây theo style của Disney. Câu chuyện kể về hành trình gian nan đi tìm mẹ của một chú hổ con lớn lên trong rừng, mô tả chi tiết các phân cảnh, nhân vật. Bạn có thể yêu cầu tạo các cảnh trong truyện tranh cũng được, miễn sao bạn có thể tạo ra các cảnh cụ thể từ ChatGPT với các mô tả chi tiết. ChatGPT sẽ tạo ra một kịch bản giả tưởng như thế này. Bước tiếp theo, mình sẽ tạo hình ngay trong luồng chat này với tính năng DALL-E tích hợp trong ChatGPT Plus. Mình sẽ yêu cầu ChatGPT rằng, từ giờ trở đi, trong luồng chat này, bạn sẽ tạo ra các hình ảnh cho các cảnh trên. Tất cả hình ảnh đều mang phong cách 3D của Disney và có tỷ lệ hình ảnh 16:9. Bắt đầu tạo ảnh từ cảnh 1. Điều này giúp chúng ta không cần phải yêu cụ thể về hình ảnh cho từng phân cảnh nữa. DALL-E sẽ tạo ra hình ảnh đầu tiên. Sau đó, mình sẽ yêu cầu tiếp là tiếp tục với cảnh 2. Lưu ý rằng, các nhân vật nào đã xuất hiện trong hình ảnh ở cảnh trước thì tiếp tục giữ nhân vật đó cho cảnh sau. Điều này giúp DALL-E hiểu được luồng nhân vật và nó sẽ cố gắng giữ các nhân vật đồng nhất nhiều nhất có thể. Cũng còn một số cách khác để cố định nhân vật tạo ra, mình sẽ hướng dẫn riêng trong một video khác. Khi tạo xong hình ảnh thứ hai, ChatGPT hỏi có muốn tạo tiếp cảnh thứ ba không? Mình chỉ cần gõ OK là được. Cứ như vậy, bạn tạo ra hết toàn bộ các hình ảnh bạn cần. Đối với một số hình ảnh không có trong mô tả kịch bản của ChatGPT lúc đầu, nhưng bạn muốn tạo thêm, bạn vẫn có thể yêu cầu. Và ChatGPT cũng sẽ hiểu cần tạo ảnh đó phù hợp với các ảnh còn lại trong luồng truyện này. Ở đây, mình đã tạo tổng cộng 17 hình ảnh cho các trang truyện. Bước tiếp theo, nếu bạn không biết Photoshop, bạn có thể sử dụng Canva để tạo. Chỉ cần vào canva.com, đăng nhập tài khoản và tìm kiếm từ khóa Comic Strip, Canva sẽ đưa ra cho bạn nhiều mẫu để bạn có thể kết hợp các hình ảnh thành trang truyện tranh. Tuy nhiên, mình thấy cách này có khá ít tùy chọn nên mình sẽ làm bằng Photoshop. Ở bước này, các bạn có thể làm tốt hơn mình. Chủ yếu mình sẽ hướng dẫn theo những gì mình hay làm. Nếu bạn có cách nào nhanh hơn và thuận tiện hơn thì cho mình xin góp ý ở bình luận nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Để làm bằng Photoshop nhanh chóng, mình sẽ cần hai thứ. Một là các mẫu trang truyện tranh. Nói nôm na ra, đó là các hình ảnh AI mình đã tạo ra sẽ được sắp xếp như thế nào. Và yếu tố thứ hai mình cần đó là các bong bóng thoại để chèn các lời thoại của nhân vật. Cả hai thành phần này mình đã tổng hợp và để lại link download ở phần bình luận. Các bạn có thể tải về và dùng ngay. Thấy mình có tâm chưa? Tiếc gì một like, một subscribe cho video này. Mình sẽ chọn mẫu này, có 5 hình ảnh trong một trang truyện. Đầu tiên, mở nó lên bằng Photoshop. Các bạn sẽ thấy mình đã để sẵn 5 chỗ trống như thế này. Và nhiệm vụ của chúng ta là chèn các hình ảnh đã tạo từ DALL-E vào cho phù hợp. Mình sẽ mở 5 hình ảnh đầu tiên vào Photoshop. Mình qua tab hình ảnh đầu tiên, bấm Ctrl A, sau đó Ctrl C để copy hình ảnh này. Sau đó mình sang tab mẫu trang truyện tranh, bấm phím đầu, phím tắt của Magic Tool, rồi click vào chỗ trống đầu tiên. Sau đó chọn Edit, chọn Paste Special, chọn Paste Into. Cách này sẽ giúp bạn copy hình ảnh đầu tiên và chèn vào khung trống đầu tiên này. Để căn chỉnh hình ảnh lại, bạn bấm phím vai rồi kéo hình ảnh đến nơi bạn cần. Hoặc để zoom lớn hình ra thì bấm Ctrl T để kéo ra. Chúng ta làm tiếp cho hình thứ hai. Qua tab của hình thứ hai, chọn Ctrl A rồi Ctrl C. Sau đó quay lại tab của mẫu trang truyện tranh, chọn lại Layer 0 là layer chứa mẫu trang truyện. Sau đó bấm phím Tab rồi click vào chỗ trống thứ hai. Sau đó chọn Edit, chọn Paste Special, chọn Paste Into. Ok chưa nè?
Tiếp tục làm cho các hình ảnh còn lại nhé. Nhớ căn chỉnh hình ảnh lại cho đẹp. Sau khi đã dàn xong trang truyện, mình bắt đầu chèn văn bản vào trang truyện. Bấm phím T, rồi click vào chỗ bạn cần thêm văn bản. Gõ nội dung ra, sau đó format chữ như trong Word thôi. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chèn các bong bóng thoại. Bạn có thể dùng các mẫu bong bóng thoại mình để dưới phần bình luận. Tải về là có thể sử dụng được ngay rồi. Bạn mở một file bong bóng thoại nào thấy thích, sau đó chọn bong bóng thoại phù hợp và copy vào trang truyện thôi. Ở đây mình bấm phím L, rồi chọn, sau đó Ctrl C và vào trang truyện chỉ cần Ctrl V. Kéo lớn kéo nhỏ, xoay chỉnh tùy ý. Sau đó thêm văn bản vào bong bóng thoại thôi. Để chỉnh bong bóng thoại này theo ý muốn, bạn có thể bấm Ctrl T, sau đó click phải, chọn Distort và kéo sao cho bạn ưng ý là được. Ok, mình tua nhanh nhé. Xong trang truyện đầu tiên rồi, đây là kết quả. Tiếp tục cho các trang sau nhé. Anh chị làm có chỗ nào không hiểu thì bình luận nhé, mình sẽ phản hồi. Tua nhanh tiếp. Có trang 2, rồi trang 3, rồi trang cuối cùng. Như vậy là mình đã làm xong 4 trang truyện rồi. Quá đơn giản đúng không nào? Ok, đó là video về cách làm truyện tranh cực kỳ chi tiết bằng sự kết hợp của ChatGPT Plus và Photoshop. Hy vọng sẽ hữu ích cho anh chị em và các bạn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Nhân tiện mình cũng có các khóa AI online trực tiếp một cái một, hoặc theo nhóm với nội dung cực kỳ chất lượng và thực chiến để phục vụ cho các case cụ thể của anh chị để tối ưu hóa các công việc trong hiện tại và tương lai. Anh chị có thể tham khảo chi tiết ở link dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.